Xin chào các bạn, mình là Truy Mộng Nhân đây. Và do tính chất công việc của mình hay phải đến các khu công nghiệp. Và trong quá trình mình đi làm việc thì mình gặp rất nhiều bạn phải cầm hồ sơ đến từng cổng bảo vệ các nhà máy để hỏi xem là người ta còn tuyển dụng lao động nữa hay không. Chính vì như vậy nên là trong quá trình mình đi làm việc, mình sẽ cố gắng chụp lại các cái bảng thông báo tuyển dụng của các nhà máy để cho các bạn có cái số điện thoại của bên tuyển dụng, nhân viên tuyển dụng ấy, bạn gọi trực tiếp cho người ta và hỏi thì các bạn đỡ mất công phải đi đến tận nơi. Thì các bạn hãy đăng ký kênh của mình để theo dõi các thông báo tuyển dụng này nhé.